Vâng, như vậy là trận đấu thứ ba giữa team của Tiểu Bạch Long và team của Chip Boy. Và hình ngoái của game số 1, Tiểu Bạch Long thụt sâu trong hốc góc 9 giờ. Lại một thế bài cầm Hitty và tiếp tục là cân bản đồ của Tiểu Bạch Long. Game thủ màu 2 cũng là một bài cầm Hitty ngoài cánh của Tiểu Bạch Long. Game thủ màu 4, Katarian là trên 12 giờ. Và cuối cùng là một Phoenician nằm trong cánh. Như vậy là quân bên này là có 3 cung 1 chém, trong đó có 2 cung tuyển Hitty và một cung cũng khá là tuyển. Bên kia có Roman, Milan, AC và một quân gì đấy. Trận đấu thứ hai vừa rồi là một trận đấu mà kéo dài tới hơn 1 phút rưỡi trong game. Hai bên đánh đến cái mức mà phải sóc cả cung tê để đề tham. Tiểu Long thì mặc dù anh rất khỏe nhưng mà không thể cõng được 3 đồng đội còn lại. Một mình anh không thể chiến đấu được với lại team của Chip Boy khi mà lượng đạp đôi và hot của màu 3 vẫn có thể giữ được là khá là đông. Mặc dù chỉ là hot cho Son. 7 hero đầu tiên dành cho game thủ màu 3. HN. Vâng, cái tên là gì không biết. Một 7 hero đầu, bài đã có những cánh rừng già. Vâng, một đôi voi luôn cho game thủ màu 3. Phoenician. Vâng, Tiểu Long anh đang câu voi, nhìn thấy một xác con sư tử nằm, có lẽ là anh không bị chết dân. Vâng, dân đang ôm thịt sư tử về nhà. Tiểu Long đang câu voi, những thao tác khá mượt. Nhà Tiểu Long cũng xuất hiện những cánh rừng già, nền đất là xanh mượt. Bầy hươu đầu thì hơi sát mép bản đồ, khá là khó lùa. Tham lai là 15 trên 16. Đóng nghe không biết anh? À vâng, đã đóng nghe. Không thể quên những cái chuyện đơn giản như vậy được. Vâng, nhà khá là kín. Một bầy hươu nữa, một bầy hươu khá là xa. Vẫn thêm một con voi nữa. Bài như vậy là có thể lên đời, nhưng mà để có thể có lực khỏe thì tôi nghĩ là cả một bãi quả sẽ là hơn bầy hươu. Tiểu Long đang câu con voi thứ hai về nhà. Tham la là 18 trên 20. Vâng, câu voi phong cách Tiểu Bạch Long cực kỳ là đau tim. Dân nào cũng là cũng hai hit trước khi voi nằm xuống. Như vậy là Katarian của game thủ Dung Hoi 13. Không biết là hoi hay hói hay là hội hay là cái gì. Thiết kế chiếc BS đầu tiên. Bởi một bài cũng có hươu lùa về nhà, không có voi. Không biết là đã thấy quả phụ hay là đồ ăn mới gì chưa. Vâng, vẫn chưa có gì ăn, một bài khá là đói. Đang trả thực. À, đã có thêm một bãi quả phụ ở khá gần bãi quả chính. Vàng là đẹp cho game thủ màu 4 và bàn này có thể chém chắc nhà. Vâng, game thủ màu 2 Chip cầm Hitty ngoài cánh. Tham la là 23 trên 28. Anh đi đập lô hay là đi. Vâng, có lẽ là đi đập lô. Một bài khá đói đồ ăn của game thủ màu bộ 2. Vâng, đập lô trúng luôn một bầy hươu và một con voi cạnh một cánh rừng, nhưng mà phi hươu có khéo làm sao, không đóng được S thì đúng là tù. Vâng, có phải đưa con voi ra bên ngoài mới đóng được S không? Và anh làm đúng như những gì tôi nói. Vâng, gặp phải ai thì cũng làm vậy thôi chứ không có voi thì làm sao mà đóng được. 27 dân dành cho game thủ màu 2 ngoài cánh Chip. Anh có không biết là anh xin quá tay hay là anh ý định đánh 27 dân. Thêm một bãi quả phụ nữa, một chiếc S. Vâng, bài này thì 9 rưỡi mới có thể kích được hai, thậm chí là hơn. Thêm một bãi quả nữa, một bài khá là nhiều đồ ăn nhưng mà tìm thấy muộn. Vâng,
Và sẽ là nếu mà đánh đóng thêm cái BG đấy nữa. Vâng. Chắc chắn là kick 2 đầu 10 dành cho game thủ màu 2 Hitty ngoài cánh. Vâng, như vậy là 10-06 với kick 2 với 27 dân của Hitty. Tiểu Bạch Long cũng là một bài cầm Hitty và chắc chắn là Tiểu Long lên được 99%. Vâng. BM và BA đóng, vâng, BA đóng ở chỗ này. BA Tiểu Long sẽ kích đời tầm đầu 11, 11 sớm. Vâng, 11-00 kích đời với 26 dân của Hitty. Một bài khá là đẹp, nhà khá là nhiều rừng, khung kín. Dũng Con sẽ lại cần bản đồ trong trận đấu này. Vâng, như vậy là game thủ màu 4 đã chạy dò. Nâng công giáp đầy đủ cho con giò Katarian. Vâng, game thủ màu 4. Vâng, gặp luôn màu 6. Không biết là cái xe giò màu 6 hay là cái giếng. L2 luôn. Vâng, bài này có thể không được. Vâng, như vậy là màu 6 khả năng là dâng L. Vâng, anh không điều giò mà để nguyên giò đập nhau với lại bốn thằng dân. Vâng, một thằng dân đã nằm, đập nhau năm dân, một con dân ít máu liệu qua lại ăn con dân không? Chắc chắn là phải có. Vâng, chưa chết con dân, chết cả lợn, chết con giò. Vâng, con giò còn cực kỳ đỏ máu. Vâng, một pha không điều giò mà anh cho giò đứng lại thi đấu luôn với dân cho đỡ mất tay. Vâng, đi qua đôi sư tử này nó chết đấy. Thì vâng, anh vẽ một cái ruộng để bo luôn bãi vàng. Mà liệu thằng dân vừa đóng chiếc e này liệu có tắc không ăn được vàng không? Vẫn còn đường ra. Vâng, thằng dân đóng chiếc ruộng đã phải đi vòng. Vâng, lạc đà chuẩn bị chạy vào bãi ăn hoang game thủ màu 6. Vâng, màu 6 đã én dân nhưng mà gió đã phát điện. Màu 6 còn chưa lên đời, làm sao mà thi đấu được với lại game thủ Dũng Hói ở đây. Vâng, một thằng dân đứng. Vâng, khá là tinh. Màu 6 giờ mới bắt đầu thấy giò bỏ bê gỗ vào, hai chiếc e nữa mới kín. Vâng, trên đường đi sang nhà màu 6 thì gặp một đôi sư tử lạc đà mất khá nhiều máu. Vâng, dân dân làm ruộng xong thì không có đường là trả thực. Màu 6 bài này nếu mà không được nhà mà sóc trâu lạc đà thì sẽ là cực kỳ khỏe. Game thủ màu 4. Vâng, màu 6 bây giờ vẫn chưa bo bãi vàng. Vâng, làm gì đây? Con giò đứng nhìn bãi gỗ hở, không dám vào, cũng không chọc. Vâng, chọc giò phong cách của các bố lão. Chuyển qua màn đánh máy của game thủ Hitty à, Phonesian. Phonesian là một bài dâng lờ để cho Hitty của chip đánh khung. Phonesian tham lai đã là 32-36, bài dâng lờ gặp ngay màu 8. Vâng, gặp cả màu 5 xin. Màu 5 là Hello Chip Boy. Vâng, Hello Chip Boy giờ này ở trong cánh. Vâng, khá nhiều dân đứng chơi. Một tên giảm speed. Chắc vâng, game thủ màu 8 tên là Duy Em chứ không phải là Duyên. Đang đi vào bãi gỗ đầu kia, biết có hở không? Đang đi vào bãi gỗ của game thủ màu 8. Ở nhà thì lạc đà màu 6 cũng tới. Vâng, lấy dân vụt luôn. 20 con dân vụt con lạc đà với một con giò. Tham vẫn là 32-36. Một vài con cung giờ của game thủ màu 8 vừa mới nở thì đã bị game thủ Phoenician HN đôn thì do không thể bước được chân ra khỏi nhà. Và thậm chí anh còn vừa theo một cái đĩa y, không biết anh đâm y vào. Vâng, bãi gỗ của hở không? Vâng, đã kín. Màu 8 cũng chỉ là một bài bo nhỏ và không không đi quái cung nhiều ra khỏi nhà. Ta cũng chuyển qua màn đánh máy của game thủ màu 2. Vâng, game thủ màu 2 đang là tham lai 33-76. Vâng, resize các game thủ bên phía Chip Boy cộng các bộ lão đã resize. Vâng, do về cái khoảng cách lên đời chúng ta thấy màu 6, 7 và 8 lên đời quá khủng khiếp so với lại team của Tiểu Bạch Long. Nên các anh đã quyết định bằng màu màu 6 game thủ CN Trang Trang Miu An thậm chí còn chưa kịp thi đấu.
Như vậy là tỷ số 2-1 cho team của Tiểu Bạch Long. Máy máy